nhiêu. Thì ở cái bài này á, thì cái biên dạng của chúng ta là cái biên dạng đường ống thôi, và hai đầu nó là hai cái mặt bích để chúng ta siết vào cái thân nào đó. Thì ở đây nó sẽ biên dạng đường ống á, thì mình sẽ vẽ theo cái lệnh script ha, một cái biên dạng chạy theo một cái đường dẫn. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ hai cái ống trước, hai cái mặt bích mình sẽ sử dụng cái lệnh trước để mình vẽ xong. Rồi, thì ở đây em sẽ vẽ cái biên dạng này, thì nó sẽ cao lên, là nó sẽ có một cái đường line cao lên nè. Rồi, ở đây nó sẽ có một cung, cái cung ở đây. Rồi, thì cái cung này nó sẽ kết tuyến với thằng này, và cái cung này của nó là 35. Rồi tiếp tuyến, tiếp tục nó sẽ có một cái đường lai ở đây chạy qua phía này, và cái đường lai này nó cũng như vậy luôn, nó sẽ tiếp tuyến với cái cung này. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn giới hạn ràng buộc cái chiều cao của nó, thì chiều cao của nó sẽ cho từ đây đến đây là 58, và từ đây đến chỗ này là 88. Rồi thì như vậy mình đã vẽ xong cái đường dẫn của cái ống này rồi. Sau đó mình finish sketch, và cái việc còn lại của mình là sẽ vẽ cái biên dạng ống này, để mình sẽ sử dụng cái lệnh script chạy theo cái biên dạng này. Và cái biên dạng này nó phải nằm ở cái mặt phẳng vuông góc với cái đường line này, và nó nằm ở cái đầu bút này ở đây hoặc là ở trên này. Thì em thấy dễ nhất là ở dưới này, tại vì nên mình có một cái tâm, có một cái mặt phẳng sẵn ở dưới này. Mình sổ cái origin xuống là cái gây từ một người xuống này, đó, nó sẽ có cái biên dạng này nó nằm sẵn đây, thì mình sẽ chọn vào nó luôn và mình sẽ new sketch đó. Đây, nó có chỗ này sẵn luôn. Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái biên dạng đường ống này, thì cái biên dạng đường ống này nó sẽ có phi bán đường kính ngoài là 40 và đường kính trong là 26. Mình sẽ vẽ hai cái, và lưu ý mình chỉ cần vẽ một cái đường tròn thôi, còn lại mình offset ra thì nó sẽ đồng tâm ha. Rồi ở trong là 26 nè, và ở ngoài là mình sẽ offset ra thêm một cái ống nữa, và một kích thước là 40. Rồi mình sẽ trong cái biên dạng này thì mình finish sketch ha. Rồi mình sẽ cho cái biên dạng mình nó chạy theo cái đường dẫn này bằng cái lệnh script đây, và mình chọn cái profile là cái đường mình khăn ha, lưu ý mình chọn đúng cái này, và sau đó mình chọn xong cái profile tất cả các ví dụ ở đây nó có nhiều cái mình chọn nhiều cái, sau đó mình click chuột qua cái đường dẫn nè, và mình chọn cái đường dẫn của nó ha, thì nó sẽ tạo ra cái biên dạng đường ống như thế này. Rồi em làm lại cái chỗ này, chọn một cái lệnh viết kế bên cái lệnh review với trước nè, sau đó chọn vào cái biên dạng đường ống, tiếp theo chọn theo cái đường dẫn đó, là chúng ta sẽ tạo ra cái ống này. Rồi thì cái ống này nó sẽ có hai cái mặt bích ở hai đầu để mình gá vào một cái chiếc máy nào đó ha, cái này có thể là ống dẫn nước dầu gì, nước mát gì đó. Thì đây mình sẽ vẽ hai cái, để trên ở bên này nó sẽ có cái biên dạng là đường tròn ha, new sketch nè, em xoay lại cho dễ hình dung ha. Rồi ở đây nó sẽ có cái đường kính ngoài là phi 78, đường kính lớn nhất là phi 78, và lưu ý mình chiếu cái này xuống trước ha, rồi set symmetry này, chiếu cái đường này xuống trước để mình dễ vẽ ha, để nó có cái tâm để vẽ cho dễ. Rồi ở ngoài này nó sẽ là phi 78. Rồi tiếp theo mình sẽ finish sketch và mình sẽ extrude cái bề dày của cái chi tiết này, và lưu ý ha, cái bề dày này mình sẽ extrude ngược vô, tại vì hồi nãy mình đã vẽ đủ chiều dài rồi,
Còn nếu mà mình để chốt đi ra ngoài nữa thì nó sẽ dài thêm một tí nữa, tại vì để chốt đủ cái chiều dài 88 của nó rồi, cho nên là mình phải cho nó ngược vào chứ thôi là nó sẽ cộng thêm 8 ly nữa thì nó ra tới 96 lần đó, mình phải chốt ngược vào đó. Ok, thì nó sẽ tạo ra cái mặt bích này, và cái mặt này nó sẽ có bốn cái lỗ. Luôn mình sẽ quay qua, mình sẽ chọn cái mặt này, mình sẽ đục lỗ bằng cái lệnh hold để đục lỗ ha. Rồi thì tương tự như quay lại, tương tự như cái bài nãy thì nó cũng có cái đường kính vòng chia. Đường kính vòng chia thì nó sẽ có cái một cái đường kính nè, mình chiếu cái mình sẽ chiếu, mình chiếu xuống lấy cái tâm trước rồi mình vẽ cái đường kính được. Rồi thì cái đường kính này nó lại bắt kích thước là 30 30 là 60 đó. Rồi sau đó mình cho cái này thành cái đường ràng buộc nè, xong mình chiếu cái chiếu thêm một cái trục đứng xuống để mình xác định nè. Chỗ này mình khỏi chiếu cũng được tại vì nó nằm ở vị trí đặc biệt rồi, bốn cái điểm là điểm trên, điểm dưới, điểm trái, điểm phải thì đặc biệt rồi. Trong cái bôi thì nó cũng nhận, nó có cái điểm màu xanh ở đây đó, nó bị dễ nhận ha. À, như vậy cũng được. Sau đó mình finish sketch nè, sử dụng lệnh hold nè, đục lỗ nè, và cái lỗ này là phi 10. À, mình nhìn ở bên cái hình cắt nó ra, nó cắt riêng cái hình tròn ra đó, đó là phi 10. Ở đây là phi 10 suốt à, ở đây là 10 mà nó không có bật, không có đen gì hết thì mình chọn nên hết. Ok rồi, thì bây giờ mình đã đục được một lỗ rồi thì bây giờ mình sẽ sao chép ra bằng cái lệnh circular nè. Rồi chọn đối tượng gần sao chép nè, lít vào cái rotation axis là cái trục quay nè, thì nó quay cùng với cái trục của cái lỗ này luôn, và bốn đối tượng nè. Rồi ok, sẽ ra bốn cái. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái mặt bít ở phía dưới. Rồi, cái mặt bít này thì nó khác tí, thì nó có cái dạng hình thoi đó, dạng hình thoi em quay ngang lại vẽ cho nó giống cái hình thôi. Rồi ở đây nó sẽ có cái đường kính ngoài là mình chiếu xuống trước, chứ chiếu cái vành này xuống trước nè. Rồi sau đó mình sẽ vẽ cái đường tròn phi 70. Rồi tiếp theo mình sẽ có hai cái đường tròn phi 30 ở hai bên, và nó tâm nó nằm ở đâu? Tâm nó sẽ nằm ở cái đường kính vòng chia của hai cái phi 12 đó. Thì cái đường kính vòng chia này mình lấy cái đường kính nó ở đâu thì mình phải nhìn lên trên cái hình góc của nó. Cái hình góc của nó là mỗi bên là 29. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ một cái đường tròn vòng chia ra nè. Rồi, là một kích thước là mỗi bên 29 nè. Vậy hai bên nó sẽ là 29 nhân 2 nè. Rồi. Rồi, cái là cái mục kia nè. Rồi, từ đây mình mới bắt cái kích thước chỗ này. Mình vẽ hai cái R30 ở đây. Đây là 30 nè. R à, phi 30 chứ. Rồi, tương tự như vậy. À, em vẽ một bên thôi, còn một bên thì tí xíu em sẽ mirror qua. Ở đây nó sẽ có đường line nè, nối từ cái cạnh này xuống cạnh này. Rồi và nó là tiếp tuyến nè. Rồi cái đường này nè, nó phải nằm ở cái trục ngang, cái cung cái hình tròn này nó nằm với trục ngang nè. Thì bây giờ em sẽ chiếu trục ghế trục y xuống sẵn luôn, cho là đường ràng buộc nè, đường xuống này. Rồi mình ràng buộc cái thằng tâm của cái đường tròn phi 30 này xuống cái đường ngang này đó, thì em sẽ có cái này. Rồi em sẽ trim bỏ các cái phần thừa đi. Rồi, cái thằng này em sẽ lọc nó xuống bằng cái lệnh mirror.
Rồi, video lại và cái cung này apply. Rồi, rồi tiếp tục em sẽ trim bỏ cái phần này. Rồi, lại tiếp tục em mirror cái thằng này, ba cái này qua bên trái bằng cái lệnh mirror. Đó, sau đó em sẽ trim cái phần thừa đi. Rồi. Trim như vậy nó sẽ bị, trim như vậy nó sẽ bị mất cái ràng buộc. Mất cái ràng buộc thì mình sẽ ghi lại không sao hết. Tại vì hồi nãy mình ghi cái cung này là theo 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 phi. Bây giờ cắt thì nó sẽ ra bán kính. Thì bây giờ mình ghi lại cái tướng này thì nó sẽ ràng buộc lại ha. Rồi tiếp tục à, như vậy là xong rồi. Tí xíu nữa mình đục lỗ bằng cái lệnh hole được sao. Sau đó mình finish sketch này. Và cái bề dày của cái này là 10, 11 ly. Và lưu ý ha, mình sẽ chút ngược lên. Mình không có chút đi xuống. Đó, ngược lên mới đúng. Tại nếu mà ở xuống, ngược xuống á, thì nó sẽ cộng thêm cái chiều dày nữa. Đó, ngược lên như thế. Rồi, tiếp tục. Ở đây mình sẽ có cái lỗ. Chỗ này, em sẽ chọn luôn. Cái này, Escape. Và đục chấm một cái lỗ ở đây. Trước tiên mình phải chiếu cái cung này xuống nè để có cái bồi. Ở đây có cái bồi sẵn luôn rồi thì mình không cần chấm nữa, mình lấy cái bồi này để mình đục lỗ luôn. Và cái lỗ này là phi 12. Rồi mình đã có cái lỗ này rồi thì mình sẽ mirror nó qua bên đối xứng, nó qua bên đây, sao chép nó qua bên đối diện. Chọn lên mirror nè, click vào chỗ này, sau đó chọn mirror lên, tìm cái mặt đối xứng. Ở đây nó có cái mặt IZ nè. Ok, còn trường hợp không có cái mặt đối xứng thì mình phải tạo một cái mặt phẳng trung gian. Đó, thì đây khó rồi thì mình cứ áp dụng thôi. Rồi tiếp theo ở cái hình này á, nó còn cái fillet 2.5, mình sử dụng cái lệnh fillet nè, và cái bán kính góc co là 2.5. Rồi bấm bo cái cung chỗ này và chỗ này là xong. Áp lại. Rồi thì như vậy là cái chi tiết của chúng ta đã vẽ xong và chúng ta sẽ chọn vật liệu và sao lại ha. Rồi sao lại. Sau đó chúng ta sẽ đi xuất bản vẽ bằng cách là chuột phải vào cái tên của nó, create cái drawing, tạo cái bản vẽ 2D thôi. Ok. Rồi thì ở đây thì em thấy nó xuất theo cái giấy ngang luôn, mình cứ để vậy mình xuất thôi. Tay nè. À, thì ở đây nó cũng xuất như cái bài hồi nãy ha, là nó xuất cái mặt cắt. Đó, nó xuất cái mặt cắt. Rồi, thì bây giờ em sẽ xuất một cái trước và nó không có cắt ra, và em để ở đây trước tí xíu em sẽ kéo và bỏ ngoài khổ giấy. Và bây giờ em sẽ sử dụng cái sách xanh để em cắt, bấm vào sách xanh, bấm vào cái hình chiếu này, lít chuột vào sách xanh, lít hình chiếu này kéo lên trên một tí ha. Rồi kéo xuống dưới, rê sang trái, chuột phải, continue. Rồi ok, cái này nó ngược chiều, nó ngược chiều thì bấm một mũi tên của nó nè. Đó, mình cái reversal direction lại nè, để sẽ lập lại cho mình. Rồi sau đó mình kéo này rõ ra ngoài đi. Rồi tiếp tục, mình cần hai cái mặt cắt nữa, hai cái hình chiếu nữa mà đó, hai cái hình chiếu nữa, một cái hình tròn và một cái mặt bích là hình thoi ở dưới này. Và bây giờ mình chiếu như mà mình trình bày như thế nào thì ở đây á mình không thể cắt ở đây nữa, tại vì cái chi tiết này nó đã cắt ra rồi. Nếu mà mình sử dụng cái resize là mình cắt cái thằng này á thì nó lại ra gì kỳ lắm, nó lại ra là có nửa hình à. Ok,
Ồ, vẫn được. À, vẫn được thì mình sử dụng. À, em nghĩ là nó chỉ ra có nửa hình, nhưng mà nó ra nguyên hình thì vẫn sử dụng được. Cái kiểu này thì em sẽ thực hiện lại cái chỗ này, vào cái section này, click vào cái hình này, hình chiếu này, và mình cắt ngay cái vị trí này nè, trên một xíu đó, xuống, sau đó chuột phải chọn continue. Rồi, ok, thì ở đây nó sẽ xuất, nó sẽ từ cái điểm B này nè, à, nó nhìn qua bên đây đó, nó nhìn luôn đây. Rồi chỗ này mình để ra ngoài. Mình ẩn cái đường line này đi ha, ẩn cái đường line này, ẩn cái đường line bằng cách là chuột phải bấm vào Control, bỏ tích chỗ này. Mình bỏ cái chữ B này ra ngoài luôn, tại vì trong cái bài tập nó không có yêu cầu cái chữ B này. Bỏ ra ngoài luôn. Rồi tương tự như vậy mình cũng làm như vậy và cho cái hình mặt bích phía dưới vào section, click vào cái hình chiếu này, từ bên đây qua bên đây, đi xuống chuột phải continue. Rồi ok, rồi cái này thì mình kéo bỏ ngoài luôn. Rồi cái này mình ẩn đi bằng cách là chuột phải bỏ tích chữ C này, thường kéo ra ngoài, bỏ ra ngoài. Rồi ở đây nó còn một cái hình 3D nữa ha, cho nó thêm một cái hình 3D. Cho nó có màu ha. Rồi, bấm vào cái biểu tượng ngôi nhà. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ghi kích thước. Rồi, trước khi ghi kích thước thì mình sẽ cho có các cái đường tâm. Đó, lúc vào đây. Automate Simple Line này ha. Ok. Tương tự với cái hình phía dưới này. Rồi, hình này cũng vậy luôn, nó cũng match center line, các cái đường tâm này. Rồi, ở đây mình phải ghi ghi tay rồi. Rồi, mình vào manager, vào editor để hiệu chỉnh kiểu ghi kích thước. Thì đây nó chỉ làm tròn số thôi chứ không có gì hết. Sao lại ha, cái kiểu ghi của nó không có ghi theo phương ngang thì mình thích thì chỉnh, còn không thích thì mình cứ để mặc định ghi cũng được. Rồi quay trở lại cái tab annotation nè, ghi cái thước nè, phi 78 nè, phi 10 nè, phi 40 nè, cái này nó có theo phương ngang nè, mình chỉnh lại ha. Rồi, tiếp tục mình đi kích thước. Ở đây là R35 nè. Rồi, ở đây là R2.5. Ở đây 2.5, tuy nhiên nó để 3 là lý do. À, nó làm tròn số ha.
double lift vào. Rồi. Tiếp tục mình đi kích thước các cái chi tiết khác ha. Ở đây nó có chiều cao là 58 này. Ở đây là 88 này. Rồi, ở đây là 29 này. Tương tự bên đây là 29 này. Rồi, tiếp tục. Cái này là phi 26, phi 40. Rồi. À, cái 78 này thì bên kia mình ghi rồi ha, mấy cái này là cái kích thước thừa thôi. Rồi ở đây là 30. 30. Tiếp tục mình ghi kích thước ở phần dưới này. Cái này nó có cái R30 nè. À, phi 30 R15 đó. Ở đây là phi 70. Đường kính vòng chia ở đây là phi phi 52. Tiếp tục. Ở đây là phi 26. Phi 40. Rồi, thì sau đó mình sẽ kiểm tra lại ha. À, có bề dày nữa. Ở đây là dày 8 ly. Và phía bên này là 11 ly. À, sau đó mình kiểm tra lại đầy đủ kích thước chưa. À, sau đó mình seal lại ha. Seal. Và ở đây em sẽ in ra thử này. Một số cái em quăng ra ngoài này. In ra thử để mình xem là những cái ở ngoài đó, nó sẽ không liên quan đến cái phần trong bản vẽ của mình này. Đó, chỉ in là mình chỉ thấy những cái phần ở trong bản vẽ thôi, còn những cái mình trình bày ở ngoài là không có. Cho nên cứ thoải mái là những cái gì mà không cần thiết đó, mình cứ đẩy ra ngoài cái bản vẽ là được thôi.